Xin chào các bác, chào các bác đến với show bên câu Nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật tốt lành. Ở hôm nay thì em sẽ lên cho các bác ít hàng nữa nhá. Ở hôm nay thì sẽ không có nhiều hàng nữa, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây thôi. Ở cần ngày hôm nay tiếp tục hàng giảm giá một chút để cho bác chơi Tết. Đấy, thì bác xem clip của em ngày hôm nay ưng nào thì báo cho em nhá. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369. Em để góc màn hình của nhá, cứ ưng là bác báo cho em. Ở đây đầu tiên em sẽ vào chứ cần hôm nay thì chủ yếu sẽ là sút nhiều nhá. ISO thì đã gần như là hết rồi. Còn ít sút nữa thôi, mã số 1 này. Ở sút này sẽ làm chứ cần 4m50 nhá. Sút con này là sút Daiwa. Dòng sút chữ đỏ. Đấy, anh em hay gọi là sút chữ đỏ. Dòng này thì nó cứng, rất là cứng thôi nhá và rất là thanh. Cần này thì gần như là full chức năng, có định vị khuyên cho bác nhá. Đấy. Khoe mát Fuji, ngoại hình con này thì rất là sáng. Duy nhất ngày hôm nay bán cho bác một cái giá cực kỳ mềm nhá, 4m50. Cứng 27 một chiếc Premier. Đâu, Premier của sút chữ đỏ. Cân nặng cho bác này. Bốn trăm sáu mươi gram quá nhá, gọi là 2.35 ly. Hôm nay duy nhất lấy cho bác là 1.500.000 này có nhá, quá êm nhá. Một chiếc cần 4m50 cương 27 của Daiwa. Tiếp theo là cây mã thứ 10, mã số 2. Số 2 này sẽ là tiếp tục một cây cần của Premier nữa nhá, nhưng con này sẽ là Premier sút đen. Đấy, người ta sẽ hai bản, đặc biệt là hai bản là của Chila sản xuất thì sẽ được một cái bản khuyên đen, gọi là đai qua chữ đen và đai qua chữ đỏ nhá. Hai cái này thì chênh nhau một chút. Dòng đen này thì cần nó sẽ dịu hơn một chút chút so với cả cần kia. Cứng thì vẫn rất là cứng thôi nhá. Đấy, 4m05 mà cứng 30 của sút đen. Khoen bát Fuji, còn khoen đời mới có định vị khuyên cho bác nhá. Đấy. Con này thì cân nặng và giá cho bác này, 410 g. Gọn 2.7 ly thôi nhá. Con này cũng lấy các bác là 1.500.000. Đấy, mã số 2. Sang mã số 3. Số 3 sẽ làm chiếc cần của sút Nidder nhá. Hôm nay cho các bác một cây FX để cho bác đánh đầu cần. Đấy, cứng tương đương tầm 20 trên 20 một chút. 23, F là khoảng tầm 22 đến 23. Một chiếc cần của Shimano sản xuất từ Indonesia, bản này là bản EV, phôi cực kỳ sáng các nhá. Cần cực kỳ sáng luôn. Dòng FV này đang hot các nhá. FV này đang là hot rất nhiều so với cả dòng cứng. Cứng anh em thì bây giờ thì một số chất chơi cứng thôi. Còn một số anh em có cứng rồi đang muốn chuyển sang mềm nhé. Gọi là thêm mềm vào để thỉnh thoảng đánh mềm. Cân nặng này 360 g. Khá nhẹ nhé. Ngọn 2.3 ly. Con này ngày hôm nay lấy các bác là 1 triệu. Duy nhất ngày hôm nay nhé, 1 triệu 700 k. Đấy, duy nhất ngày hôm nay nhé. Mã số 4 này. Mã số 4 sẽ làm chiếc cần 4m2, cứng 25. Con này của bản Liberty, Liberty Club thì nó sẽ rẻ hơn thôi nhé, rẻ hơn bản Daiwa đen. Con này cũng được sản xuất tại Villa. Bản này thì sẽ không có định vị khuyên thôi nhé. Ngọn rất to nhưng mà không có định vị khuyên. Dòng này thì sẽ rẻ hơn bản Premier kia nhé. Đấy, 4m20, cứng 20 5. Nặng là 430 g. Gọn là 2.8 ly. Và giá con này sẽ có giá là 1.100.000. Mềm như mũn rồi. Mã 5 ngon này. Mã 5 sẽ là một chiếc cần của Daiwa, dòng Daiwa Vela. Tên của nó sẽ là sút wing, một chiếc cần sút lỡ dài 2m7, cứng 15, bát Fuji, khoen Fuji. Ngoại hình con này đẹp quá nhá, gần như là mới luôn. Một chiếc cần sút lỡ. Hôm nay lấy các bác là 550 k, cân nặng này 180 g. Gọn 2.06 ly, mã số 5. Xong mã số 6 này. Số 6 sẽ làm chiếc cần Daiwa dài 5m3, đọt số 3, một chiếc cần của Hàn Quốc. Bát Fuji, khoen Fuji, phôi vân hai da các bác nhé. Đấy, phôi vân hai da, khoen bát Fuji, không lỗi làm gì cả. Đấy, cần hôm nay thì em sẽ đi nhanh nhé, vì cần hôm nay rất là đẹp, không xấu tí nào cả, không lỗi làm gì cả. Cần hôm nay không có lỗi nhé, cần lỗi hết sạch không còn cái nào. Lỗi đã xả thanh lý đều hết rồi.
Lặng là 330 g, ngọn là 1.95 ly, 800k con này không nhá. Đấy. Mã số 7 này. Mã số 7 sẽ làm cho cần 5.3.2, con này sẽ là ISO khuyên bé ạ. Dòng cross carbon, con kiệm cross carbon. Đấy, vân hai da make Japan nhá. Con này em có đăng rồi, và hôm nay các bác là 700 ngàn thôi này, duy nhất ngày hôm nay này. Cân nặng này. 220 g. Ngọn là 1 ly tròn các nhá, mã số 7, 700. Mã số 8 này. Số 8 sẽ làm chiếc cần được trang bị bát titan các nhá. Bát titan, khuyên titan. Lắp chụp đẹp long lanh luôn. Đầu bu là xứ xích. Một chiếc cần ISO dài 5m3, đọt 1.5, dòng ISO dây trong của LFT. Công nghệ 2 speech. Đấy, phôi còn rất đẹp quá nhá, sáng đẹp long lanh. Cân nặng cho bác này 190 g. Duy nhất ngày hôm nay cân nặng này. À đâu, 316 g là đọt nhá. Nặng 190 g, khá nhẹ. Đầu chụp đẹp long lanh. 1 triệu tròn. Số 8. Số 9 này. Số 9 cũng làm chiếc cần hàng đẹp có nhá, một chiếc cần zoom đọt 1.5 từ 5m3 đến 6m3. Con này hôm trước em có bán hai cây, một cây 6m3, một cây 7m2. Một cây 7m2 là 1.3 triệu đã bán rồi. Con này gần như là mới tuyệt đối thôi nhá. Nó chỉ có mỗi nhược điểm là lúc lấy về là nó bị vận chuyển nó tụt mất cái đầu bu khuyên này thôi. Sinh ra là cần này còn rất là đẹp có nhá, cực kỳ đẹp luôn, có thể nói là gần như là tuyệt đối thôi nhá. Con này hôm trước là 1.2 triệu, hôm nay giảm cho bác 100 còn 1.1 triệu giá chuẩn. Đấy, con này các bác cô tay hạ ISO đều ok nhá. Nặng là 260 g. Ngọn là 1.13 ly, 1.100 k. 1.100 k. Đợi em quay cho clip anh em máy. Thấy hết rồi. Sang mã số 10 này. Số 10 sẽ làm chiếc cần 4m cứng 25 của dòng Daiwa. Đây là chiếc cần của dòng Pro Swing. Đấy, tên của nó sẽ là Pro Swing vân hai da các nhá, cực kỳ đẹp luôn, rồi vân ra toàn thân, khoen sẽ là khoen xích. Con này đang bị lỗi một cái khuyên các bạn này. Đấy, nứt mất một cái khuyên ở đây. Về các bác thì thay khuyên thôi là chơi nhá. Phôi trước ngon lành hết. 4m cứng 25, cân nặng này. 320 g. 2.55 ly, hôm nay nếu bác là 1.400 k này, duy nhất ngày hôm nay nhá, cực kỳ mềm luôn. Và cây mã thứ 11, hôm nay nên cho bác 11 cây thôi nhá. 11 4m2 xuất sở wing thôi nhá. Con này chính xác là đời cao hơn con kia. Vân ngày qua cũng là dòng carbon, cũng là xuất sở wing thôi nhá, nhưng dòng này dòng carbon chữ chéo, đời mới hơn con kia một chút. 4m2 cứng 25. Vân con này thì vân phủ hai da, nhưng mà hai da phủ một lớp sơn đen bóng khi là nhìn hơi mờ một chút xíu. Vân hai da các nhá. Cũng khuyên xích nhá. Dòng này nó có định vị khuyên cho các bác này. Đấy. Con này thì bộ phôi xấu hơn một xíu, dàn khuyên thì cũng bị lứt mất một khuyên cơ nhá. Nên con này cũng lấy các bác bằng giá kia đâu. 1.4 triệu con này. Quay em cân nặng này. 350 g. Ngọn 2.6 ly. Đấy, hôm nay lấy bác 11 cây. Thì các bác ưng được cái nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác vào clip ngày mai. Em sẽ cố gắng mỗi ngày ra cho các bác chụp cây cần đẹp. Này các bác ưng là thì báo cho em nhá. Hẹn các bác clip bye bye.